Lisa Blackpink chính thức bị phong sát tại Trung Quốc, các nhãn hàng xa xỉ đồng loạt cấm cửa. Sau màn biểu diễn tại Crazy Horse, đến nay hình ảnh của Lisa trong lòng người hâm mộ khó có thể trở lại như lúc ban đầu, đặc biệt là các netizen xứ Hoa ngữ. Theo đó, Lisa là cái tên chính thức bị liệt vào danh sách đen ở đây. Màn trình diễn tại hộp đêm Crazy Horse của Lisa Blackpink là chủ đề nóng trong suốt thời gian qua. Quyết định táo bạo của Lisa nhận về nhiều chỉ trích vì có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến người hâm mộ trẻ tuổi. Không những vậy, hàng loạt ngôi sao đến ủng hộ nữ idol như các thành viên Blackpink, Trương Gia Nghê, Angelababy đều bị vạ lây. Mới đây, cộng đồng mạng được fan xôn xao trước thông tin các tài khoản liên quan đến Lisa Blackpink bỗng bốc hơi trên nền tảng Weibo. Cụ thể, khi truy cập vào tài khoản của Lisa, hệ thống hiện lên nội dung tài khoản này không thể xem được nữa do có khiếu nại rằng nó vi phạm luật pháp, quy định và các điều khoản có liên quan của Công ước Cộng đồng Weibo. Một số tài khoản fan club của Lisa cũng không thể truy cập. Tài khoản 3 thành viên còn lại của Blackpink, còn lại gồm Jennie, Jisoo, Rose vẫn hiển thị bình thường. Cnet đồn đoán việc này liên quan tới sự kiện Lisa nhảy ở hộp đêm Crazy Horse Paris vốn nhận về gạch đá thậm tệ. Sau đó, nhiều bạn trẻ hóa trang thành Lisa ở Crazy Horse nhân dịp Halloween và filter môi đỏ mày đậm của cô nàng đang trending trên Douyin khiến bên trên phong sát. Theo đó, ngay sau khi không thể truy cập vào trang cá nhân và gây ra xôn xao trong công chúng, Lisa 3, fan club lớn nhất xứ Trung của Lisa cũng đã nhanh chóng lên tiếng trấn an netizen. Người này chia sẻ như sau: "Xin chào mọi người, đây là 58, tên của fan club. Xin hãy kiên nhẫn và bình tĩnh, tôi có những điểm muốn nói sau." 1. 58 vừa liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. Kết quả ban đầu là có nhân viên đã tận tình giúp đỡ chúng tôi cố gắng để lấy lại tài khoản. Tôi không thể đưa ra các câu trả lời chắc chắn về việc có thể lấy lại được hay không, nhưng 58 sẽ cố gắng hết sức. 2. Hiện tại, chúng tôi có thể đăng nhập vào tài khoản 58 và bạn cũng có thể xem nội dung Weibo trước đó một cách bình thường nên bạn không phải lo lắng. Nếu kết quả xấu nhất xảy ra, chúng tôi sẽ sử dụng tài khoản mới để cập nhật lại từng cái một bắt đầu từ năm 2016. 3. Chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng những khó khăn này không bao giờ đánh bại được chúng ta phải không? Hãy yên tâm rằng 58 vẫn còn ở đây, chỉ cần Tiểu Sa ở đây, chúng ta sẽ không tan rã. Dù có bị san bằng nhiều lần thì chúng ta vẫn có thể xây nhà cao tầng trên mặt đất bằng phẳng. Hãy tin vào chính mình. 4. 58 hiện tại vẫn chưa có đủ những admin để quản lý. Vì hiện tại, chúng tôi rất bận nên mong có thêm thời gian để giải quyết vấn đề này. Đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng sẽ chào đón những điều mới vào thời điểm khó khăn này. Sau khi bị xóa Weibo cá nhân, Cnet cũng phát hiện hình ảnh của Lisa đã biến mất khỏi Weibo của Celine và BVLGARI, hai thương hiệu mà cô nàng đang làm đại sứ cũng bị bay màu. Trước đó, Weibo hai thương hiệu thuộc tập đoàn LVMH là Celine và BVLGARI vẫn thường đăng ảnh của Lisa với tư cách đại sứ toàn cầu. Nhưng sau khi bị xóa Weibo chính thức vì sự kiện Crazy Horse, hiện tại không thể tìm kiếm bất cứ hình ảnh nào của Lisa tại Weibo hai thương hiệu này, dù là tên riêng Lisa hay tên tài khoản La Lisa Em. Trước đó, sau khi MUP Blackpink xác nhận trình diễn tại hộp đêm nhạy cảm, chạm tỷ 50.000 followers cũng tuyên bố thoát fan, gây xôn xao cánh truyền thông. Tất cả những sự kiện này đều cho thấy lần quyết định ngoan cố đối với 3 đêm diễn tại câu lạc bộ người lớn kia có thể là dấu chấm hết đối với sự nghiệp của Lisa ở một số quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, thị trường có lượng fan hâm mộ lớn nhất của cô. Người hâm mộ Lisa tại nước tỷ dân vô cùng đông đảo đã giúp Lisa là thành viên dẫn đầu doanh số trong Blackpink, từ album, The Album cho đến Born Pink. Riêng trong đợt quảng bá solo, fan chung của Lisa dù bị hạn chế vì quy định siết chặt người hâm mộ thì vẫn kịp tẩu tán hơn 900.000 bản, giúp Lisa mang về kỷ lục doanh số trong năm 2021. Mỗi dịp sinh nhật hay kỷ niệm đặc biệt, các fan cũng chi hàng tỷ đồng chuẩn bị quà xa xỉ cho project chúc mừng. Sinh nhật năm 2020 của Lisa, chỉ tính riêng tiền quyên góp từ Lisa 3 đã lên đến 10 tỷ đồng. Trong đợt kỷ niệm 2 năm debut solo mới đây, một fanboy đã đầu tư phủ sóng hình ảnh của Lisa khắp Trung Quốc. Tuy nhiên, trong trường hợp bị Trung Quốc phong sát, các hoạt động ủng hộ Lisa chắc chắn bị hạn chế. Hiện tại, tương lai của Lisa sau khi rời YG vẫn chưa rõ ràng. Việc cô mất đi một thị trường lớn có thể ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp.